Chào cả nhà, lại là xe máy Thành Tâm đây. Ngày hôm nay thì có anh chị khách đến từ Đồng Tháp qua đến cửa hàng á để mà xem các dòng xe radio và clip mẫu cũ nha. Thì dòng xe này á, hiện tại đã bỏ mẫu trên thị trường rồi, nhưng mà được rất là nhiều anh chị yêu xe yêu thích nha. Và cái mẫu này á, ví dụ như mà radio mẫu cũ đi, mà xe mới bây giờ không xăng không bệnh thì giá trên thị trường tầm 100 triệu trở lên nha mọi người. Nhưng mà bên cửa hàng thì bán xe lướt nên giá sẽ gợi hơn rất là nhiều. Và mẫu này á, bên cửa hàng giá chỉ tầm 5x thôi. Anh chị đi qua cửa hàng là bằng xe tải luôn nha cả nhà. Và chỉ cần là chốt được con xe á, là chỉ cần bỏ lên xe tải và đi về nhà luôn. Khách này á, xem xe rất là kỹ luôn. Và sau khi một thời gian xem và kiểm tra xe á, thì anh quyết định á, là chốt chiếc Vario 150 mẫu cũ này nha. Và bây giờ là tham gia chương trình bốc thăm may mắn tại cửa hàng xe máy Thành Tâm nha mọi người. Và bây giờ là khâu cuối cùng là quấn keo xe và đưa xe lên xe tải cho anh khách chở về nhà thôi nè. Tiếp tục là bạn khách đến cửa hàng để mà lựa vision nha cả nhà, để chuẩn bị nhập học. Và còn gì vui bằng nữa khi mà đi mua xe được cả gia đình đi chung như thế này. Xe mà bọn chọn thì mà cũng rất là ôn nhu nha, màu xanh nước biển có nhũ nha cả nhà. Thì bây giờ là bạn kỹ thuật nè, đang cà số khung, số máy nè, và vệ sinh xe sơ lại trước khi mà giao xe cho khách. Và sẵn đây cũng tư vấn cho mọi người luôn là khi mọi người mua xe lướt bên cửa hàng xe máy Thành Tâm thì có yên tâm nha. Cửa hàng sẽ bao sang tên gốc bộ. Và sẽ giao với khách hàng một bộ hồ sơ gốc để mà quý khách hàng đem bộ hồ sơ này về ha, để mà đi đóng thế nè, bắt biển số mới như xe mới luôn nha cả nhà. Và bây giờ là khâu cuối cùng là giao xe cho bạn khách xinh đẹp thôi nè. Chốt em Exciter 155 trắng đỏ đen cho anh khách. Và cùng lúc đó thì cũng chốt em Vario 125-2023 cho bạn khách chuẩn bị nhập học. Hôm nay bà đến cửa hàng mua xe cùng với mẹ và lên hồ sơ bên phía công ty tài chính xác nha. Và thời gian lên hồ sơ được tua rất nhanh. Và bây giờ là đến khâu bốc thăm trúng thưởng tại phía cửa hàng xe máy Thành Tâm luôn rồi nè. Chiếc Vario 125 trắng đen này đó là chiếc Vario xe mới hoàn toàn phía bên cửa hàng xe máy Thành Tâm nha mọi người. Màu trắng nhám nè, xe này là xe mới 100%. Và hiện tại thì bạn kỹ thuật đang gắn bình nè. Và kiểm tra xe sơ lại trước khi mà giao cho khách nha. Thì xe bên cửa hàng xe máy Thành Tâm dòng nhập khẩu này á, vẫn được cửa hàng bảo hành đầy đủ cho mọi người nha. Thì khách hàng nào á, mà đang thích các dòng Vario nhập khẩu xe mới á, thì có thể liên hệ bên cửa hàng xe máy Thành Tâm để bên cửa hàng Thành Tâm có thể tư vấn cho mọi người nha. Chiều ngày hôm nay thì cũng có bạn khách này đi cùng gia đình đến cửa hàng để mà mua Vision nha cả nhà. Và ở đây thì cũng có hai anh khách đến cửa hàng để lựa cho mình một chiếc Sachia. Và anh có đến cửa hàng một lần rồi xem chiếc Sachia màu xanh đen này. Và hôm nay là quyết định lại cửa hàng để mà chốt em này luôn nha cả nhà. Hiện tại thì bên cửa hàng đang có chương trình cho các bạn tăng sinh viên nè, và chương trình lễ 2 tháng 9 nè. Thì khách hàng nào mà đang có nhu cầu mua xe thì hãy đến ngay cửa hàng xe máy Thành Tâm.